Di Lặc là biểu tượng tuyệt đối của niềm vui và hạnh phúc. Theo truyền thuyết thì niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này đó là biến những buồn phiền, lo âu, mệt mỏi, căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì một siêu phẩm đã xuất hiện tại đồ thị Phạm Kính, đó là một tác phẩm Di Lặc tiểu khúc được thợ Belen chế tác trên nền chất liệu gỗ lu hương. Tác phẩm này thì có chiều cao là 1m12, ngang là 82 và chiều sâu của sản phẩm là 38, được thợ chế tác thủ công tỉ mỉ bằng những đôi bàn tay vô cùng khéo léo của những người nghệ nhân tại làng nghề. Nếu anh chị em thì mình đang có nhu cầu tìm kiếm một tác phẩm lu hương thì các bác cần đừng bỏ lỡ qua cái video này. Và bây giờ thì em sẽ quay gần hơn để các chị em mình có thể là thưởng lãm cận cảnh chi tiết tác phẩm này.